đứt rồi đó, giờ nó còn dính cái sới hết rồi. Wow, quá nguy hiểm, trời ơi. Đứng xa nhưng mà cũng diễm. Dạ, mình chào cô chú anh chị. Thì hôm nay tiếp tục mình trở lại chỗ anh Dũng cưa cây nha cả nhà. Và ông cưa cái cây này hạ xuống. Sẽ đi qua đây, mình qua bảnh, mình quay chia sẻ cả nhà tiếp cái video anh Dũng với anh Chiến với chú Đèo cưa cây. Xa xa vậy mà nó. Ồ, cái đường này khó để giữ cả nhà ơi. Quá đường ngậm rồi. Ồ, đây có cái bờ. Nghe tiếng máy mà anh cưa từ xa hiện hiện ngoài nha cả nhà. Ê. Cây mù, anh đang móc cây mù. Dịch cái cây đó qua đó hả? Con dê này chịu cây bánh này cả nhà. Cái cọng bánh ông Dũng đang cưa đó. Sáng giờ được nhiêu cây rồi? Hả? À? Sáng giờ được nhiêu cây rồi? Cây bên bánh đó hả? Đây chịu lỗi nha. Trên mé không á, chịu lỗi. Ừ, mé xong, sáng mé sáng thôi vậy. Đau đau đi. Ừ, cái góc cưa gì nè. Ồ, cái góc này cưa cứng dữ à. Ừ. Nó ngã qua mé mé xong. Mé mương. Bữa này cây đúng đỉnh nè. Hồi xưa mà làm gạp đám cưới là có chặt cho đúng đỉnh nè. Ừ. Nàng chơi với chưa ăn cơm gì? Cơm với bà cái dịch. Bữa nay ăn dịch hả? Ừ. Nó nhúc nhích rồi nè. Ờ, còn cứng lắm. Ồ, xà xà bệnh bên này có đám hay gì? Nhạc y xẻo chứ. Nữa hả? Ờ, chạy rồi, cái đó là chạy rồi. Sáng giờ tổ cũng đang đây với mấy xe củi nữa. Vậy là mình cắt hạ xuống luôn, đâu còn gạch nữa hả? Qua có hai người làm phải không? Qua hai người làm gì? Cưa hay là sao? Cưa không hả? Cái hai người mà đẩy sao nói đẩy. Không có chú Đạt là không có làm gì chứ, không làm gì được chứ. Thí sức một chút là không đi đâu. Cái này mình chơi bằng lồng gọc ha anh. Dạ. Cục bá lan. Bá lan hả? Cục bá lan hả? Nó tính ra lại hại ha, nó nâng dài vậy tấn phải gu luôn á. Nguy hiểm à. Chứ còn dây nó căng á. Ghinh gặp bữa go không có mạo hiểm.
vậy chèo luôn rồi. Mình dịch cho nó ngã luôn hả anh chị? Chứ nghỉ cưa rồi phải không? Đây có tiếng nhạc ồn quá, không biết có bị ảnh hưởng. Để tiếp đây nè vui. Tiếp đi. Chiến kêu cứu rồi, hỗ trợ rồi. Đi theo đây này cũng rất là nguy hiểm. Tiếng xe xa. Ồ, nó gịch con dâu, người thấy gịch cái cây ra, cái cọng biết xa xa nó đang ngã xuống. Nhất giống nhất rồi nè. Rồi ngã rồi, nghe gắt rồi đó. Ngã rồi đó. Nghe cái cục đó. 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 Phát nữa là ngã xuống rồi đó. Nhóm rồi. Chú đẹp quá, chú đẹp quá lực. Đẹp, chú đẹp quá lực. Rồi, lụm rồi đó, gần lụm rồi đó. Cũng ghê ha, cái như gốc. Ngã xuống rồi cả nhà. Rồi, lụm lên rồi đó. Đứt rồi đó, giờ nó còn dính cái sới hết rồi. Quá nguy hiểm, trời ơi, đứng xa vậy mà cũng vậy mà nó đánh đổ cây cái đống đỉnh luôn à. Nguy hiểm quá, nguy hiểm, đứng gần là chắc tiêu à. Xong nhiệm vụ ha, giờ thúc rồi rút vô. Kia đừng thúc. Bữa nay hai máy luôn hả? Nghe xài hai máy luôn hả? Hai máy khác hiệu không anh Dũng? Hai máy khác hiệu không? Thứ mẫu hả? Trên xây, trên siêu hả? Này của Trung Quốc hay Đài Loan? Đài Loan. Đài Loan hả? Máy cắt của anh Dũng hai cái. Đi à? Đi ơi. Rồi, đuối không đuối, dùng lực không à. Nãy nó ngã vậy mà nè, nó đẩy cái cây đụng đỉnh ngã xuống tới em luôn á. Ủa đứng xa vậy mà nó đẩy tới luôn kìa. Ghê thì chứ, cái này nguy hiểm quá, đi quay mấy cái này cũng ớn ớn. Coi góc của nó nè. Quá nguy hiểm.
Video mình xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Mình sẽ quay thêm chia sẻ cả nhà cảnh anh Dũng với mấy đồng nghiệp sẽ xả vé cây thành khúc khúc thành củi vận chuyển vô. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.